Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ clip là kỹ thuật cán nền của thợ miền Tây nha cô chú anh chị và các bạn. Thì vừa qua mình cũng có đăng một clip mà mình cán phòng khách đó để lát nền. Thì có một cái bình luận của bạn đó nói là cán như mình là sẽ bị bợp, bị xốp, tại vì lý do là bạn đó coi không hết cái clip của mình của chú anh chị. Thì trước khi mình cán hồ để lấy mặt bằng thì mình tưới một lớp nước cái dưới, mình vệ sinh cho sạch đó, rồi mình tưới nước cho đủ nước nha, rồi mình sẽ đẩy hồ khô vô. Thì cái hồ khô này thì mình trộn rất là đều bằng máy, rồi sau đó mình sẽ phả ra cho nó đều qua. Và thì ở dưới mặt nền mình nó đã ướt rồi thì mình đổ hồ khô xuống thì nó sẽ rút cái độ nước dưới lên, thì hồ mình sẽ thấm đều lên cô chú anh chị đó. Rồi sau đó mình sẽ tưới qua một lượt nước để cho nó ngấm xuống cho nó đều. Rồi mình lấy cái mặt bằng xong thì mình sẽ đẩy cái hồ khô lên lớp mặt để cho nó rút cái độ nước ở dưới cái lớp thứ nhất mình đã tưới nước đó, để cho nó lên cho nó đều. Rồi sau đó mình sẽ đầm xuống cho nó dẻ đó, rồi mình sẽ cán nha cô chú anh chị. Thì mình cũng đảm bảo là ở miền Tây mình thì mình đổ cái mặt sàn, mặt bằng nó không có được bằng ngang của chú, không phải như ở công trường công trình của nhà nước mà lấy phẳng để mà cán một lớp, đưa một lớp hồ qua rồi lát gạch luôn nha, lát gạch luôn. Thì ở miền Tây mình đây thì mình chỉ đổ một lớp bê tông qua thì tương đối bằng thôi, nhưng mình sẽ cán hồ sáp lên để cho nó mặt bằng nó có, để mình thi công mình lát gạch cho nó dễ nha. Rồi thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem coi kỹ thuật ở thợ miền Tây cán hồ như thế nào, coi có là hữu ích hay là không. Thì cái diện tích này nó thì cũng rộng hơn cô chú anh chị, bề vô nó cũng khoảng là bảy mấy 8 mét nha, còn chiều ngang nó là khoảng 6 mét. Rồi mình mời cô chú ra xem công việc của các anh em thợ ở miền Tây làm nha, kỹ thuật như thế nào. Rồi, cô chú thấy video mình có hay, hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều.
Coi video mình ở đây chia sẻ để cán lấy mặt bằng nền để lắp đặt cũng kết thúc ngang của chú anh chị. Rồi mình cũng hẹn lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo nha. Rồi, bye bye.